Nói về hành trình nửa thế kỷ thành lập trường Chùa Đức Thái, cả một cái quá trình và dày công vun đắp của đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, các thầy cô giáo và bao nhiêu thế hệ học trò nhà trường trong suốt 50 năm qua để được một cái ngôi trường như ngày hôm nay. Cái việc ấy đã được thể hiện rất rõ trong những cái dấu ấn lịch sử qua các thời kỳ, và đến hôm nay các cái kết quả đạt được rất là tốt. Và với tư cách là một cái người đứng đầu cơ quan trong cái thời điểm hiện tại thì xin được giới thiệu về nhà trường. Thì trường Trung học Thái hiện nay đấy, với cái đơn vị với tổng số 30 cán bộ, 36 cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường, cùng với trên số lượng 12 lớp và khoảng 450 học sinh. Và nhà trường có một cái cơ sở vật chất rất là ổn định. Các phòng ban về phòng chức năng, đầy đủ các phòng bộ môn, đầy đủ các lớp học và trang thiết bị tương đối ổn định và đang từng bước tiếp cận hiện đại với cái nhu cầu đổi mới theo nghị quyết 29 của Trung ương Đảng và yêu cầu đổi mới của Bộ Giáo dục Đào tạo. Nhất là tiếp cận cái trường học mới của năm 2015. Và nếu nói về thành tích thì thực sự là tuy nhìn ra bên ngoài chưa thực sự là phải đáng ghi nhận lắm, nhưng mà cũng là đánh giá cái sự nỗ lực của giáo viên, của học sinh, của nhân dân, của phụ huynh và chính quyền. Nhà trường trong những năm qua đã đạt được những thành tích hết sức đáng kể. 5 năm liền đạt tiên tiến xuất sắc, rồi đạt 3 bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Trường đạt chuẩn quốc gia 2008, trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3, mức độ bền vững năm 2011. Và nhà trường đã được tặng hai cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua toàn tỉnh trong vòng 5 năm. Và rất vinh hạnh trong năm học này thì nhà trường đã được nhà nước xét tặng huân chương lao động hạng 3, danh hiệu cao quý trong suốt 50 năm qua. Và thực sự điều đó là phải đáng là ghi nhận. Về tầm nhìn và sứ mệnh lịch sử trong tương lai thì nhà trường đưa ra một cái sứ mệnh phải đáng nói là với các chữ là đầu yêu thương, đoàn kết, chất lượng và phát triển. Tầm nhìn chiến lược nhà trường đang phấn đấu thì cùng với khuôn viên hiện tại, nhà trường sẽ phấn đấu để xây dựng một nhà trường lớn mạnh về mọi mặt, kể cả về cơ sở vật chất, về chất lượng của đội ngũ giáo viên và thương hiệu nhà trường về học sinh như đã vốn có, hiện nay đang giữ được đứng thứ 2 trong toàn huyện sau trường chất lượng cao và đứng trong top 30 của trường trong tỉnh về thi trung học phổ thông. Đấy là sự cố gắng và kết quả thực sự là thuyết phục. Trong tương lai thì nhà trường sẽ phấn đấu cái hoạch định chiến lược 5 năm, 10 năm và 20 năm. Thì khuôn viên nhà trường sẽ phấn đấu mở rộng hơn, có đầy đủ, hiện đại hơn các cái khuôn viên lớp học, các nhà đa năng, các phòng bộ môn và khu vui chơi giải trí. Phấn đấu nhà trường sẽ có một nhà tập đa năng, một sân vận động và những vườn cảnh, vườn sinh vật, vườn thuốc nam. Phấn đấu có bể bơi, khuôn viên sạch sẽ, tầm nhìn chiến lược. Phấn đấu là thường xuyên có những học sinh đạt giải cấp tỉnh và cấp quốc gia nhiều hơn. Trong năm vừa qua thì rất là vinh hạnh là nhà trường đã đạt tổng số 80 giải từ cấp quốc gia đến cấp huyện, là một trong những năm thành công nhất. Thì cũng thực sự là với tư cách là lãnh đạo nhà trường, cũng là cùng với tất cả anh em thì phải ghi nhận và trân trọng cảm ơn cái sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo, đảng ủy, chính quyền, ủy ban, nhân dân, phụ huynh, rồi sự quan tâm trực tiếp, chỉ đạo trực tiếp phòng dục đào tạo, sở dục đào tạo tỉnh Nam Định, ủy ban dân huyện Trực Ninh. Và điều đáng nói nhất đó là phải sự đồng tâm hiệp lực, đoàn kết, trách nhiệm của tập thể anh em cán bộ giáo viên và các em học sinh trong nhà trường. Chúng tôi hy vọng rằng trong thời gian này và những thời gian tiếp theo, nhà trường sẽ vững bước đi lên và phát triển thực sự với sứ mệnh mà đã đề ra: yêu thương, đoàn kết, chất lượng và phát triển.